những chuyến hàng cuối năm nha anh em. À, bữa nay 30 Tết rồi, xe còn về anh em ha. Anh pha lốc đen màu đỏ đô. À, quá đẹp luôn nha anh em ơi. Review chậm rãi từ từ cho anh em coi cả cặp ha. Con này chắc 2.3 quá, 2.3 rồi, 2.3 rồi. Em xem ha, bô dành đèn bạc sơn sườn gấp lốc chiến hàng cuối năm nha anh em. Anh em có thể cọc cặp gì đó ha, qua Tết mình lấy đó. À, thầy ơi, cái con lá cờ còn nè, thấy không, quá đã, đầu bò móc meo luôn đó. Quá đã, hay sườn đẹp quá. Đấy. Áo hơi bạc bạc ha. Màu đỏ là phải chịu rồi. Đó. Vẫn đây. À, vẫn cũng khá là ok ha. Không ba luôn nha. Rồi tới con quay chậm thái liên danh em nha. Đẹp nha, đẹp đấy, đẹp đấy, đẹp đấy nè mày, đẹp quá ha. Thôi thôi, đầu máy nhìn tê chưa anh em, giữ đây mà ngắm nha. Máy luôn nha anh em ơi. Đó. Trời ơi. Đẹp lắm anh em ơi. Nó xuống bắp hơi chưa chạm á. Đẹp đẹp đẹp. Dữ quá. Màu đỏ đẹp anh em ha. Rồi, cái 28 cái 24. Đấy, hai con đều có hồ sơ anh em hết á. Anh em thích con nào thì cứ alo trực tiếp cho bên em nha. Rồi xin cảm ơn anh em.